Nữ chính là một cô gái tuổi Tin có tên là Wednesday Adam. Cô bé hầu như không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào và gần đây cô rất hay bị ảo giác. Adam cũng nổi tiếng vì mặc bộ quần áo như ở thế kỷ 17 khiến mọi người cho rằng cô là đồ dị hợm. Cô bé luôn đến trường với một vẻ mặt lạnh lùng và vô cùng đáng sợ. Một hôm Adam mở tủ đựng đồ thì thấy em trai mình bị nhốt trong đó. Khi cởi dây trói cho em trai, đột nhiên Adam như bị lên cơ co giật và nhìn thấy tất cả sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Hóa ra cô ấy không phải là một đứa trẻ bình thường. Adam có khả năng nhìn thấy quá khứ cũng như tương lai của ai đó chỉ bằng cách chạm vào họ. Khi biết được những kẻ đã bắt nạt em trai mình đang tắm bên trong một bể bơi, Adam lạnh lùng bước vào với hai túi chứa đầy cá ăn thịt người, sau đó thản nhiên thả những con cá hung dữ và khát máu xuống bể bơi. Ngay lập tức, những kẻ bắt nạt bỏ chạy trong nỗi sợ kinh hoàng, nhưng một tên trong số đó đã bị đàn cá rơi gọn hai hạt ngọc kê. Ngày hôm sau, bố mẹ của Adam chuyển cô ấy đến một ngôi trường mới. Mẹ của Adam tên là Morticia và bố cô bé tên là Gomez. Họ đã chán ngấy với những trò tay quái của con gái mình nên đã quyết định chuyển Adam đến học viện Nevermore danh giá. Thì ra tất cả các học sinh trong học viện này đều có năng lực siêu nhiên, họ ở đây để học cách kiểm soát nó. Trước đây, cha mẹ của Adam cũng từng học ở ngôi trường này, điều đó chứng tỏ họ cũng là người có siêu năng lực. Trong khi đó, một người leo núi bắt đầu hành trình đi ngang qua khu rừng gần học viện Nevermore. Thật không may, chỉ sau vài phút, anh ấy bất ngờ bị tấn công bởi một sinh vật bí ẩn. Cảnh sát địa phương tìm thấy một phần cơ thể bị cắt rời của nạn nhân và họ bắt đầu tìm kiếm để thu thập các chứng cứ. Vấn đề ở chỗ vụ giết người ghê rợn này không phải là vụ đầu tiên, gần đây có rất nhiều vụ tương tự xảy ra. Adam được bố mẹ đưa đến học viện và gặp hiệu trưởng Larissa, người nhận cô bé như một trường hợp đặc cách. Tuy nhiên, Adam vẫn luôn tỏ ra bướng bỉnh bất chấp việc cô Larissa đã dành sự ưu ái cho mình. Adam được hiệu trưởng cho ở phòng ký túc xá cũ của mẹ cô bé, nơi cô gặp người bạn cùng phòng tên là Enid, người có tính cách đối lập hoàn toàn với Adam. Enid là một cô gái cởi mở và thân thiện. Cô ấy trang trí căn phòng đầy màu sắc rực rỡ, trong khi Adam yêu thích màu đen và những món đồ kiểu cổ điển. Một lúc sau, Enid dẫn Adam đi tham quan xung quanh ngôi trường và giới thiệu với người bạn mới về cấu trúc xã hội ở đó. Nhóm người đeo kính kia là nhóm răng nanh hay còn gọi là ma cà rồng, nhóm người lông lá là người sói và nhóm có vảy trên người là nhóm của bọn tinh cá. Enid tiết lộ rằng Bianca Barclay là một cô gái nổi tiếng nhất trường. Cô ấy từng hẹn hò với một nghệ sĩ tử thần tên là Xavier Thorpe, người có thể biến bức vẽ của mình thành hiện thực. Một lúc sau, Morticia dặn dò con gái trước khi cả gia đình rời đi. Gomez đã thả một bàn tay bị chặt rời để nó có thể theo dõi và trông chừng con gái của họ. Ngày hôm sau, Adam tham gia một lớp học đấu kiếm, nơi cô ấy có một màn đọ sức đầy ấn tượng với Bianca. Sau một hồi thi đấu bất phân thắng bại, cả hai quyết định bỏ mặt nạ và thi đấu cho đến khi có ai đó đổ máu trước. Hai cô gái bước vào một trận chiến vô cùng khốc liệt, rõ ràng là kẻ 8 lạng, 10 nửa cân, nhưng cuối cùng Bianca đã giành chiến thắng sau khi rạch một vết cắt nhỏ trên trán của Adam. Cô bé được băng bó vết thương ở phòng y tế sau đó, nhưng khi Adam vừa bước ra khỏi căn phòng, một bức tượng bằng đá bất ngờ rơi xuống. May mắn là Xavier xuất hiện đúng lúc đẩy cô bé sang một bên. Đêm hôm đó, Adam đang đánh máy thì cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Adam lục soát căn phòng và cuối cùng cũng tìm thấy bàn tay mà cha cô để lại. Nhận ra bàn tay đó là do cha mẹ cử đến theo dõi mình, Adam đã cho nó hai lựa chọn. Hoặc cô sẽ nhốt bàn tay trong ngăn bàn cho đến hết học kỳ, hoặc là bàn tay phải trung thành với cô mãi mãi. Adam tiết lộ quyết tâm thoát khỏi nơi khốn khổ này và cô đã âm thầm lên kế hoạch từ trước đó. Ngày hôm sau, bà hiệu trưởng Larissa lái xe đưa Adam đến buổi trị liệu ở Jericho, một thị trấn nhỏ cách Nevermore 10 cây số. Adam gặp bác sĩ trị liệu của mình, nhưng cô bé không tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Thay vào đó, Adam nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Cô giả vờ xin phép vào nhà vệ sinh và bỏ trốn ra ngoài qua cửa sổ, sau đó trượt theo đường ống nước để xuống dưới. Trong lúc bỏ trốn, Adam tình cờ đụng vào một người đàn ông và nhìn thấy cái chết của ông ấy, nhưng cô bé không nói ra điều mình biết. Cô nhanh chân đi đến một quán cà phê cách đó không xa, ở đó Adam gặp con trai của cảnh sát trưởng tên là Tyler, một nhân viên pha chế đồ uống ở quán. Tyler không biết phải làm gì với chiếc máy pha cà phê đã bị hỏng bởi nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Italia. Nhưng may mắn là Adam có thể đọc được tiếng Ý, cô ấy sửa chữa chiếc máy một cách dễ dàng. Đổi lại, Adam yêu cầu Tyler chở cô đến trạm xe buýt gần nhất. Nhưng Tyler chưa hết ca làm việc của mình nên Adam đành phải đợi anh ấy. Đúng lúc đó thì ba kẻ bắt nạt ăn mặc như những kẻ cuồng tín bước vào cửa hàng bắt đầu chế nhạo Adam. Không kìm chế được sự tức giận của mình, Adam lập tức ra đòn tấn công những kẻ bắt nạt và hạ gục bọn chúng trong nháy mắt. Một lúc sau, bà hiệu trưởng Larissa đi đến cửa hàng cùng với cảnh sát trưởng và chứng kiến những gì Adam gây ra. Quá tức giận, cảnh sát trưởng cảnh cáo Adam trước khi Larissa đưa cô bé rời khỏi quán. Trên đường trở về học viện, họ đi qua một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Nạn nhân chính là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy cái chết của ông ấy trước đó.
Tối hôm đó, Adam chơi một bài hát đầy sự u ám bằng cây đàn violon của mình ở ban công ký túc xá. Đó là một đêm trăng nên có thể nghe tiếng hú của sói lẫn trong nhạc nền. Mặc dù Enid cũng là một người sói, nhưng cô ấy không tham gia cùng nhóm của họ vì cô không thể biến đổi bản thân. Trong khi đó, bàn tay ma thuật đã tìm đến phòng của Tyler và yêu cầu anh ấy gọi cho Adam. Mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng Tyler không còn lựa chọn nào khác, anh gọi và nói chuyện video với Adam. Cô bé hẹn gặp Tyler ở lễ hội thu hoạch vào cuối tuần, đồng thời đề nghị anh ấy trở đến ga tàu và hứa sẽ trả công xứng đáng cho Tyler. Vào đêm diễn ra lễ hội, Adam chịu sự giám sát chặt chẽ từ phía bà hiệu trưởng Larissa như một con diều hâu đang rình mồi. Cô bé lặng lẽ đi xung quanh để đợi Tyler đến. Cuối cùng hai người cũng gặp nhau, nhưng Larissa không rời mắt khỏi cô bé. Adam nhờ chủ cửa hàng làm phân tâm Larissa rồi nhanh chân đến điểm hẹn gặp Tyler, nhưng cả hai chưa kịp đi thì gặp một nhóm bạn học cùng lớp của Adam. Ngay lập tức Tyler kéo Adam bỏ chạy, nhưng trong quá trình chạy trốn, Adam tình cờ đụng phải một chàng trai tên là Rowan khiến cô bé lập tức bị co giật và nhìn thấy trước cái chết của anh ta. Vì thế Adam đã quyết định chạy theo để cảnh báo Rowan. Nhưng Adam chưa kịp nói ra điều mình thấy thì đã bị Rowan dùng siêu năng lực hất Adam lên không và giữ chặt cô bé trên thân cây. Rowan tiết lộ rằng mẹ anh ấy là một nhà tiên tri quyền năng và bà đã tiên đoán rằng Adam sẽ phá hủy học viện Nevermore từ 25 năm về trước. Vì vậy, Rowan tin rằng anh phải giết chết Adam trước khi bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra. Rowan bắt đầu siết chặt cổ Adam bằng quyền năng của mình. Nhưng đột nhiên một con quái vật khổng lồ xuất hiện tấn công Rowan một cách dã man trước sự sợ hãi tột độ của Adam, sau đó quay lại nhìn cô bé rồi mất hút trong bóng đêm. Adam đến bên cơ thể của Rowan và nhìn thấy bức tranh mà mẹ anh ấy đã vẽ về Adam kể từ khi bà ta còn học ở Nevermore. Ngay sau khi nhận được tin báo, rất đông lực lượng cảnh sát được huy động để tìm kiếm chứng cứ, nhưng họ không thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ để lại. Đúng như dự đoán, cảnh sát trưởng không tin những gì Adam thuật lại về con quái vật đã tấn công Rowan. Ông ấy cho rằng có thể học sinh ở Nevermore là hung thủ. Cô Larissa không đồng tình với quan điểm đó. Cả ba tranh luận về những gì đã xảy ra trước khi cô Larissa rời đi để Adam nói chuyện riêng với cảnh sát trưởng. Bỗng một nữ cảnh sát làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người và ngạc nhiên thay, Rowan đã quay trở lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Ngày hôm sau, Adam kể với người bạn cùng phòng của mình về việc Rowan bị quái vật giết chết, nhưng Enid không tin vì cả trường đều nhìn thấy anh ấy sáng nay. Adam cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng Enid chỉ quan tâm đến cuộc thi đua thuyền mà cô ấy sắp tham gia. Tối hôm đó, Adam đến gặp cô Larissa và nhận được tin Rowan đã bị đuổi học vì một lý do mà cô ấy không thể tiết lộ. Không còn cách nào khác, Adam chuyển sang kế hoạch B. Cô ra lệnh cho bàn tay ma thuật theo dõi Rowan. Cuối cùng, bàn tay ma thuật cũng tìm thấy Rowan và bám theo anh ấy vào nhà ga xe lửa. Rowan bí mật đi vào nhà vệ sinh và biến thành một người đàn ông khác. Bàn tay ma thuật lùng sục khắp nơi nhưng thật không may nó đã để mất dấu của Rowan. Lúc này, người đàn ông khi nãy biến thành bà hiệu trưởng Larissa. Điều đó chứng tỏ Larissa có khả năng biến đổi. Và vì lý do nào đó, bà ta đang che đậy vụ giết Rowan. Quay trở lại với Adam, sau khi thảo luận với bàn tay ma thuật, Adam mạo hiểm vào rừng để tìm kiếm manh mối về cái chết của Rowan. Bất ngờ Tyler cũng có mặt ở đó, thì ra anh ấy đang theo dõi cha mình. Cuối cùng, Adam cũng tìm thấy đôi kính của Rowan và khi nhặt nó lên, Adam lập tức bị co giật. Cô nhìn thấy cuốn sách màu tím chứa bức tranh mẹ Rowan đã vẽ. Không để lãng phí thời gian, Adam lập tức đến thư viện để tìm cuốn sách. Cô bé hỏi giáo viên của mình về tấm hình in trên bìa và được tiết lộ rằng cuốn sách đó thuộc một hội sinh viên từ ngày xưa có tên gọi là Bóng Đêm. Tuy nhiên, hội đã bị giải tán từ rất lâu. Sau giờ học, Adam lẻn vào phòng của Rowan để tìm cuốn sách. Cô tình cờ tìm được một chiếc mặt nạ bên dưới giường của anh ấy. Nhưng Adam chưa kịp rời đi thì Xavier bước vào. Hóa ra anh ấy là bạn cùng phòng của Rowan. Adam buộc phải trốn dưới gầm giường. Đúng lúc đó thì Bianca cũng xuất hiện. Adam tình cờ nghe được cuộc trò chuyện và biết rằng Bianca đang lên kế hoạch để đánh bại Enid trong cuộc thi đua thuyền và khiến cô bé người sói suy sụp. Do đó, ngay khi trở về phòng, Adam quyết định giúp Enid bằng cách tham gia cuộc thi để có thể hạ gục Bianca. Ngày hôm sau, Adam và Enid bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi. Vì không có bất kỳ quy tắc nào nên Bianca có lợi thế vì cô ta là người cá. Các đội chơi phải chèo thuyền của mình đến đảo Raven, lấy lá cờ từ hầm mộ Crestone và quay trở lại mà không bị chìm thuyền. Người đầu tiên mang lá cờ về đích sẽ giành chiến thắng. Khi cuộc thi bắt đầu, Bianca ra hiệu cho một người bạn của cô ta sẵn sàng phá hoại những chiếc thuyền khác. Hóa ra người bạn của Bianca cũng là một người cá. Anh ta lặn xuống hồ và phá hủy một trong những chiếc thuyền khiến cả đội phải bỏ cuộc. Rất may Adam và Enid đã chuẩn bị sẵn sàng, nên với sự giúp đỡ của bàn tay ma thuật, họ đã tóm gọn được anh chàng người cá. Tuy nhiên trong cuộc thi, Adam đã bất ngờ ngã xuống và nhìn thấy một sự kiện khác. Lần này cô thấy một phiên bản tóc vàng của chính mình, và phiên bản đó nói rằng Adam chính là chìa khóa. Khi Adam quay trở về thực tại thì thấy đội của Bianca đang dẫn đầu cuộc đua. Không muốn bỏ cuộc,
cô và Ennis quyết định chơi bẩn, họ sử dụng tiểu xảo để chống lại Bianca. Cuối cùng đội của Adam đã giành chiến thắng trong cuộc thi và họ trở thành đội đầu tiên không phải người cá giành chiến thắng sau 4 thập kỷ. Cả đội được bà Larissa vinh danh, Ennis được hiệu trưởng trao chức cúp vô địch, trong khi Adam lặng lẽ rời khỏi đám đông và đến bên bức tượng của Alan Quay, một cựu sinh viên của học viện. Bỗng Adam nhìn thấy biểu tượng bên dưới cuốn sách, đó chính là biểu tượng được in trên bức tranh của Rowan. Adam nhanh chóng giải một loạt câu đố hóc búa khác trong cuốn sách và cô đã tìm ra manh mối. Các chữ cái đầu tiên ghép lại tạo thành chữ búng tay hai lần. Adam làm theo và đột nhiên một hành lang bí mật được mở ra, đó chính là lối dẫn đến một căn phòng bí mật. Nơi Adam tìm thấy cuốn sách của Rowan, hóa ra bức tranh vẽ Adam được Rowan xé ra từ cuốn sách đó. Cô bé đặt cuốn sách vào ba lô. Nhưng chưa kịp ra khỏi căn phòng thì có ai đó chụp một chiếc túi màu đen lên đầu Adam. Ngay sau khi chiếc túi được cởi ra, Adam thấy xung quanh mình là Bianca, Xavier và một số học sinh khác. Họ là những thành viên trong câu lạc bộ bóng đêm. Hóa ra mặc dù nhóm này đã bị giải tán trước đó, nhưng hiệu trưởng Larissa đã bí mật khôi phục lại. Xavier thúc giục Adam tham gia nhóm của họ, nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối rồi bỏ đi sau đó. Vài tuần sau, bà Larissa đưa ra yêu cầu về những việc học sinh phải làm trong ngày kết nối cộng đồng, nơi tất cả các học sinh được hòa nhập với những người bình thường khác. Khi họ đến thị trấn, Adam nói với Xavier rằng bạn cùng phòng của anh có thể đã bị sát hại, nhưng Xavier không nghĩ rằng Rowan đã chết mà cho rằng anh ấy bị đuổi học. Tuy nhiên, Adam vẫn cho Xavier xem bức tranh mà mẹ Rowan đã vẽ. Xavier xem kỹ bức tranh và tiết lộ rằng người đàn ông trong bức ảnh chính là Joseph Creston, người xây dựng nên thị trấn Jericho. Một thời gian sau, Adam quyết định tham gia chuyến đi đến Pilgrim Wood, nơi lưu trữ lịch sử của Jericho. Ở đó cô gặp Egan, một cậu bé mà cô đã gặp trong hội nuôi ong trước đó. Tiếp đó, các học sinh được gặp cô Allen, một hướng dẫn viên của khu bảo tàng. Cô ấy đưa mọi người đi tham quan và nói về một số đồ tạo tác được yêu thích của Joseph Creston. Adam hỏi thêm về các đồ tạo tác và được biết chúng có các nông cụ nguyên gốc. Adam muốn được tận mắt nhìn các bảo vật nhưng khu trưng bày đang được trùng tu, vì vậy họ chỉ có thể trải nghiệm ở khu vực làm bánh fougerie truyền thống. Một lúc sau, Egan dẫn Adam lẻn vào căn phòng của gia đình Creston, cô tìm thấy bức tranh vẽ nhà thờ cũ, trong bức tranh có cả cô gái mà Adam đã thấy trong ảo giác của mình. Adam tìm thấy cuốn sách cổ, nhưng nó chỉ là những trang giấy trắng. Đúng lúc đó thì cô Allen bắt được Egan. Adam lập tức hỏi về cuốn sách gốc, nhưng Allen ngập ngừng tiết lộ rằng nó đã bị đánh cắp vào tháng trước. Ngày hôm sau, Adam đến gặp Tyler ở quán cà phê. Cô ấy hỏi về vị trí của nhà thờ cũ ở thế kỷ 17. Tyler nói rằng nơi đó giờ chỉ là phế tích nằm ở sâu trong khu rừng và những kẻ nghiện ma túy thường xuyên tụ tập ở đó. Không quản hiểm nguy có thể rình rập, Adam và bàn tay thần kỳ lập tức tới đó để khám phá nơi ở của Joseph Creston. Bất ngờ họ gặp một người đàn ông vô gia cư, nhưng bàn tay đã dọa ông ta một phen khiếp vía khiến ông ấy sợ hãi bỏ chạy. Đột nhiên Adam lại rơi vào ảo giác, lần này cô du hành về quá khứ 400 năm trước, nơi rất đông người dân đang bao vây cô gái tóc vàng tên là Woody mà cô ấy đã nhìn thấy trước đó. Mọi người hò hét gọi cô ấy là đứa con của quỷ. Đúng lúc đó thì Joseph Creston xuất hiện. Ông ta buộc tội phiên bản tóc vàng của Adam là phù thủy. Sau đó kết án cô ấy tội chết rồi đưa vào bên trong một nhà kho, nơi có nhiều người bị buộc tội khác trong đó có cả mẹ Woody. Ông ta ra lệnh nhốt tất cả mọi người bên trong rồi lạnh lùng phóng hỏa đốt nhà kho. Woody cố gắng giải thoát cho mẹ nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Cuối cùng cô đành phải trốn thoát một mình, trong khi Adam quan sát tất cả những gì đang xảy ra bên trong nhà kho. Cô thấy Woody sợ hãi nói rằng phải giết hết mọi người Joseph mới chịu dừng lại. Đúng lúc Joseph đi đến thì Adam giật mình tỉnh dậy. Cô sợ hãi kể lại toàn bộ câu chuyện cho bàn tay. Đột nhiên Adam nhìn thấy con quái vật đã giết chết Rowan. Ngay lập tức Adam đuổi theo nhưng nó đã biến mất khỏi tầm mắt của cô bé. Adam lần theo dấu chân của con quái vật nhưng nó đã biến thành dấu chân của con người một cách kỳ lạ. Ngay lúc đó cô tình cờ gặp Xavier và kể cho anh ấy nghe tất cả những gì cô đã thấy. Tuy nhiên những dấu chân đó đã bị cơn mưa xóa mờ. Ngày hôm sau, mọi người tập trung tại quảng trường thị trấn để dự lễ khánh thành bức tượng mới của Joseph Creston. Trong lúc ngài thị trưởng và Larissa đang công bố bức tượng, thảm họa xảy ra khi bàn tay nghe theo mệnh lệnh của Adam đốt cháy bức tượng. Trong khi những người khác kinh hoàng bỏ chạy, Adam vẫn ngồi đó chơi đàn như thể cô đang ăn mừng cho thảm kịch xảy ra. Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim này. Hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.